sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Xin chào các bạn học sinh thân mến, chào mừng các em đã đến với trang vietjach.com. Trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng với cô giáo đi trả lời các câu hỏi trong nội dung bài 27 Tranh Đông Hồ thuộc chủ đề 4 Nghệ thuật muôn màu, nằm trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống tiếng Việt Nam. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào trả lời câu hỏi trong phần khởi động. Câu hỏi trong phần khởi động của chúng ta với yêu cầu như sau. Thử đoán tên của những bức tranh dưới đây. Ở đây chúng ta có 3 bức tranh. Thì ở đây, bức tranh thứ nhất là bức tranh đấu vật, bức tranh thứ hai là cưỡi trâu thổi sáo, và bức tranh thứ ba là tranh phú quý. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần đọc với bài đọc Tranh Làng Hồ. Ở đây đầu tiên chúng mình cần phải hiểu được nội dung chính của văn bản Tranh Làng Hồ. Tranh Làng Hồ có thể được coi là một di sản văn hóa của Việt Nam. Bức tranh Làng Hồ với chất liệu thủ công, tỉ mẩn tới từng cử chỉ, điệu bộ của hình vẽ mà nêu bật được cái tính dí dỏm, hóm hỉnh, vui tươi mà chân chất đời thường. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào trả lời các câu hỏi thuộc nội dung bài học này. Câu hỏi thứ nhất, kể tên những bức tranh Làng Hồ được nhắc tới trong bài. Ở đây, những bức tranh Làng Hồ được nhắc tới trong bài đó là Lợn ăn cây giấy, đàn gà mẹ con. Câu hỏi thứ hai, hai bức tranh Lợn ăn cây giấy và Đàn gà mẹ con được miêu tả như thế nào? Ở đây các bạn thấy rằng hai bức tranh Lợn ăn cây giấy và Đàn gà mẹ con được miêu tả đó là phải yêu mến cuộc đời trồng trọt, chăn nuôi lắm mới có thể khắc họa được bức tranh, khắc họa được những tranh lợn giấy có những khoái âm dương rất có duyên, mới vẽ được những đàn gà con tưng bừng như ca múa bên gà mẹ. Câu hỏi thứ ba, kỹ thuật tạo màu của tranh Làng Hồ có gì đặc biệt? Ở đây, kỹ thuật tạo màu của tranh Làng Hồ có điểm đặc biệt đó là màu đen không pha bằng thuốc mà luyện bằng bột than của những chất liệu gợi sạn gợi nhắc thiết tha đến đồng quê đất nước, chất rơm bếp, than của cói chiếu và than của lá tre, mùa thu rụng lá. Màu trắng điệp là những hạt cát của điệp trắng nhấp nhánh muôn ngàn hạt phấn. Câu 4. Ta giả biết ơn những người nghệ sĩ dân gian Làng Hồ vì điều gì? Chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của em. Chúng ta có 3 phương án có thể lựa chọn. A. Vì họ đã phản ánh cuộc sống rất chân thực, giản dị và hóm hỉnh. B. Vì họ đã tạo nên những bức tranh từ tình yêu quê hương, đất nước tha thiết. C. Vì kỹ thuật vẽ tranh của họ đã đạt đến mức độ sâu sắc và tinh tế. Ở đây các bạn có thể lựa chọn phương án A, vì nó đã phản ánh cuộc sống rất chân thực, giản dị và hóm hỉnh. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi đến câu hỏi thứ 5. Nêu cảm nhận của em khi ngắm những bức tranh Làng Hồ. Ở đây, cảm nhận của em khi ngắm những bức tranh Làng Hồ đó là em thấy những màu sắc hài hòa, phù hợp, dịu mắt, các nét vẽ rõ ràng, trong các bức tranh đều rất nhiều họa tiết, rất nhiều nhân vật và các hoạt động đa dạng, mỗi người, mỗi vật một vẻ. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần luyện từ và câu, luyện tập về điệp từ và điệp ngữ. Câu hỏi thứ nhất, xác định điệp từ, điệp ngữ trong những câu thơ đoạn văn ở cột A. Chọn câu, chọn đoạn phù hợp với ý nêu tác dụng của biện pháp đó ở cột B. Ở đây, trong câu thơ này thì điệp ngữ được sử dụng với từ đó là ngủ yên. Tác dụng của biện pháp này đó là lặp lại lời vỗ về của cò mẹ, tạo nên một cái âm hưởng của lời ru ngọt ngào. Qua đó, nhấn mạnh tình yêu thương của cò mẹ đối với con. Tiếp theo với ý B, trong câu thơ này, điệp ngữ được dùng với các từ nhị, xanh, trắng và vàng. Tác dụng của biện pháp này đó là làm nổi bật các bộ phận của hoa sen, phần nào cũng đẹp đẽ, từ đó nhấn mạnh vẻ đẹp bình dị mà thanh cao của loài hoa này. C, trong đoạn văn này, điệp ngữ được dùng với từ thoát cái. Tác dụng của biện pháp này đó là
làm nổi bật sự thay đổi nhanh chóng của vạn vật qua các mùa. Câu hỏi thứ hai, xác định điệp từ, điệp ngữ trong đoạn thơ dưới đây và nêu tác dụng của biện pháp điệp từ, điệp ngữ đó. Nếu thế giới không có trẻ con, ai sẽ dạy bông hoa học nói, ai sẽ tô biển hoa màu vàng, ai sẽ nhốt hương thơm vào túi? Ở đây chúng ta thấy rằng là biện pháp điệp từ được sử dụng trong câu thơ là ai sẽ. Tác dụng của biện pháp này đó là nhấn mạnh vai trò và vị trí của trẻ con trong cuộc sống, trong thế giới này. Trẻ con là những người ngây thơ, hồn nhiên và yêu cuộc sống, không thể thiếu để thế giới trở nên hiền hòa và hạnh phúc. Câu hỏi thứ 3, viết 2 đến 3 câu thơ thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về một đoạn thơ, đoạn văn ở bài tập 1 hoặc bài tập 2, trong đó có sử dụng biện pháp điệp từ và điệp ngữ. Trẻ con thật sự là những mầm non của thế giới. Không có trẻ con, thế giới có lẽ thật nhạt nhẽo. Không ai thơ thẩn nói chuyện vui đùa cùng hoa lá. Không ai hồn nhiên tô nước biển một màu vàng ươm. Không ai nhốt hương thơm vào túi. Việc tưởng chừng vô nghĩa, vô lý, nhưng là cách mà trẻ con đến với thế giới. Cách mà thế giới đẹp hơn và vui hơn nhờ trẻ con. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần viết. Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ. Chúng ta có thể chọn một trong hai đề dưới đây. Đề 1, viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về một bài thơ thuộc chủ điểm thế giới tuổi thơ. Đề 2, viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về một bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên. Câu hỏi thứ nhất của chúng ta như sau. Dựa vào kết quả, tìm ý trong hoạt động viết ở bài 26, viết đoạn văn theo yêu cầu của đề bài đã chọn. Ở đây, dựa theo yêu cầu thì các bạn có thể thực hành viết đoạn văn như sau. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lả rập rờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Vẻ đẹp của Việt Nam qua bài thơ thật sự làm cho em xúc động, mê mẩn bởi vẻ đẹp của Việt Nam, đất trời Việt Nam dâng lên ngập lòng. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã rất yêu quê hương Việt Nam, rất mặn mà với cuộc sống cấy cày, đồng ruộng, những ngọn núi, ngọn đồi trải khắp Việt Nam. Không cảnh gì đẹp bằng những cánh đồng lúa mênh mông, xa tít tới đường chân trời. Hương lúa thơm đưa khắp một miền quê, những cánh cò bay vỗ cánh trao liệng trên những cánh đồng, những khoảng trời trong xanh quanh những ngọn núi Trường Sơn, mây mờ giăng phủ lấy cả lúc bình minh giữa bình minh sương sớm, cả lúc hoàng hôn chiều tà. Cảnh đẹp Việt Nam ta đẹp và bình yên đến vậy, yêu và thương biết bao quê hương Việt Nam ta. Câu hỏi thứ hai, đọc soát và chỉnh sửa. Chúng mình sẽ xem là cách sắp xếp ý, cách thể hiện cảm xúc, dẫn chứng minh họa, cách dùng từ viết câu đã hợp lý chưa và cần phải chỉnh sửa ở những phần nào. Cuối cùng chúng mình sẽ đi vào trả lời câu hỏi trong phần vận dụng. Câu hỏi trong phần vận dụng của chúng ta như sau. Thực hiện một trong hai nhiệm vụ dưới đây. A. Đọc đoạn văn của em cho người thân nghe, chia sẻ cảm xúc của em khi viết đoạn văn đó. B. Đọc lại một bài thơ em yêu thích và ghi vào phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị. A. Em đọc đoạn văn của em cho người thân nghe, chia sẻ cảm xúc của em khi viết đoạn văn đó và đọc lại cái bài thơ mà mình cảm thấy thú vị. Như vậy, vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi trong nội dung bài 27, Tranh Đông Hồ. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.